Hello, chào mừng anh em đã đến với Thỏ Ngọc Comics. Anh em thấy đó, mỗi nhân vật trong thế giới comic lại có những sức mạnh vô cùng đặc biệt. Trong số đó, để lại ấn tượng nhất chính là những kẻ sở hữu sức mạnh có thể hủy bỏ cũng như là sao chép khả năng của kẻ địch, phải không nào? Hôm nay hãy cùng với Thỏ Ngọc Comics đến ngay với Top 10 Manhwa Manhua, men có thể sao chép kỹ năng, tài năng. Và đừng quên để lại một like, đăng ký kênh để ủng hộ cho Thỏ Ngọc Comics tiếp tục ra mắt những video chất lượng hơn để gửi đến cho cả nhà nhé. 10. Ta có thể rút ra thuộc tính, thể loại chuyển sinh manh hua huyền bí. Ta, cô thiếu dương, có thể hấp thụ và dung hợp thuộc tính năng lực, hấp thụ căn cốt ngộ tính của vô số thiên tài. Ta chính là yêu nghiệt cao cấp nhất, tuyệt thế thiên kiêu, dung hợp vô số nguyên thạch hạ phẩm, đan dược thấp kém. Ta liền có thể vặn ra được nguyên thạch cực phẩm, đan dược thần kỳ. Hiện tại ta chỉ muốn hỏi, ta lúc nào có thể vô địch? 9. Mẹ tôi là chòm sao bảo hộ, thể loại hành động phiêu lưu fantasy shonen. Một thảm họa không mong muốn đã xảy ra, cánh đồng dẫn đến chiều không gian khác được mở ra và những con quái vật hung bạo đặt chân lên vùng đất của con người. Tuy nhiên, vào ngày nhân loại sắp bị diệt vong, phép màu đã xuất hiện, một người có khả năng vượt xa sức mạnh và tầm hiểu biết của con người. Nếu không có người anh hùng được chòm sao bảo hộ này, có lẽ nhân loại đã bị diệt vong. 8. Siêu năng lập phương, thể loại hành động phiêu lưu fantasy manh hua huyền bí. Bộ truyện tranh xoay quanh một cậu bé có vẻ ngoài bình thường nhưng lại giành được tình cảm từ nữ thần của mình và do đó đã chọc giận một thủ lĩnh băng đảng cũng đang để ý đến nữ thần này. Anh ta bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình với những siêu năng lực sau khi nhặt được một khối lập phương đầy bí ẩn. Không chỉ giành lại người con gái mà mình yêu mà anh còn giúp đỡ mọi người để trừng trị tệ nạn học đường. Anh ấy ngày càng trở nên mạnh mẽ và nổi tiếng hơn. Nhưng liệu siêu năng lập phương từ đâu mà ra, có tác dụng phụ gì không, hay duy trì được trong bao lâu chính là điều mà bạn cần phải đọc bộ truyện này để biết. Siêu năng lập phương có cốt truyện khá giống với một số chuyện trước đây khi mà nam chính nhận được một sức mạnh bí ẩn và đứng lên bảo vệ những kẻ yếu. Thế nhưng điểm đặc biệt trong câu chuyện này chính là cảnh anh tìm đến những kẻ nằm trong băng đảng truyền ức hiếp kẻ yếu và trừng trị chúng một cách thực sự đã mắt. Vung nằm đấm đến đâu là máu văng ra đến đó. 7. Ta có 999 loại dị năng, thể loại hành động manh hua. Tôi tên là Dương Hy, một phóng viên thực tập, người bị anh hùng băng Hà Ngộ đả thương chính là em gái của tôi, Dương Phi Phi. Để tiện cho kế hoạch sau này, tôi đã dọn ra ngoài ở. Không biết từ lúc nào, Hắc Khang cứ đột ngột xuất hiện. Dị thú thông qua Hắc Khang đáp xuống tinh cầu xanh. Tinh cầu chỉ có thể dựa vào dị năng giả chuyên nghiệp, ngăn cản dị thú xâm lấn. Và những dị năng này được gọi là anh hùng. Để ngăn ngừa dị năng bị dùng không đúng mục đích, dự luật dị năng quy định chỉ những dị năng giả đạt được giấy chứng nhận anh hùng chuyên nghiệp mới được sử dụng dị năng. Tôi bắt đầu hành trình thu thập dị năng để trở nên mạnh mẽ, tìm kiếm manh mối những kẻ đã khiến em gái của tôi trở thành người thực vật. 6. Thợ săn Gacha cấp SSS, thể loại hành động phiêu lưu fantasy manhwa siêu nhân. Mọi cố gắng trong mấy năm qua để trở thành thuật sĩ của mình để làm gì chứ? Cuối cùng chỉ là công cốc mà thôi. Nhưng mà cô gái này là ai? Cô ta đến đây để làm gì? Còn cái hệ thống gacha này nữa? Rốt cuộc tất cả chuyện này là gì đây? 5. Thiên phú của ngươi giờ là của ta, thể loại hành động phiêu lưu chuyển sinh manhwa siêu nhân. 100 năm trước, thế giới bỗng dưng xuất hiện các vết nứt không gian. Hung thú Thứ Nguyên thừa cơ hội đó đã xâm nhập và đe dọa tới an nguy của nhân loại. Diệp Thiên, một thanh niên bất tài, mồ côi cha mẹ cùng em gái đùm bọc nhau sống qua ngày. Một ngày nọ, Diệp Thiên thức tỉnh năng lực phục chế thiên phú của người khác. Để bảo vệ em gái và sinh tồn trong thế giới bị dị thú xâm chiếm và cũng để trở nên mạnh mẽ hơn, cậu bắt đầu khám phá thế giới mà mình chưa biết. Dần dần, bức màn bí mật về quái thú Thứ Nguyên cũng bắt đầu hé lộ. 4. Công tước Bạch Long, thể loại hành động phiêu lưu lãng mạn manhwa fantasy. Sinh ra là người kế vị của một gia đình quý tộc hạng thấp,
Raven và Tê bị gán cho tội danh âm mưu nổi dậy chống lại hoàng gia. Để được ân xá, hắn được cử đi chiến đấu với lũ quái vật cùng với quân đoàn tồi tàn nhất trong vương quốc, quân đoàn quỷ. Hầu hết mọi người đều nói, đó là nơi không ai có thể sống nổi đến 10 năm, nhưng bằng cách nào đó Raven đã cố gắng sống sót trong 10 năm. Khi sự tự do đang gần ngay trước mắt, trong trận chiến cuối cùng của mình, hắn gặp được người kế nhiệm của gia tộc, công tước Pendragon, Ellen Pendragon. Ba, thực thư pháp sư, thể loại hành động phiêu lưu siêu nhiên fantasy harem phép thuật manhwa học đường shonen. Đồng thời bí mật về thời kỳ, một sinh viên lưu ban thất bại đến nỗi không thể tốt nghiệp học viện trong suốt 3 năm trời. Tuy sở hữu một bộ não thông thái và ý chí sắt đá, nhưng cậu ấy lại không thể vượt qua được nhận thức rằng bản thân mình không thể sử dụng phép thuật. Nhận được cơ hội cuối cùng trước khi bị đuổi khỏi học viện, Miller chán nản tìm thánh địa riêng của bản thân mình, thư viện của học viện. Và tình cờ, ở đó cậu tìm được một cuốn cổ thư và bị cuốn cổ thư đó ký sinh vào cơ thể. Để tồn tại, cậu phải cho nó ăn các cuốn sách phép thuật khác mỗi ngày. Nhưng đổi lại, những cuốn sách đó lại được chuyển hóa thành ma lực của bản thân cậu. Với bộ óc thiên tài, nay lại được sở hữu năng lực thực thư cực kỳ bá đạo. Theodore Miller từng bước dấn thân vào con đường trở thành pháp sư tài giỏi nhất. Đồng thời bí mật về thời kỳ lãng quên cũng như là thân phận thật sự của cuốn cổ thư dần dần được hé lộ. Hai, tôi là thợ săn có kỹ năng tự sát, cấp SSS. Thể loại hành động phiêu lưu fantasy manhwa shonen siêu nhiên. Kim Gomza, một thợ săn cấp F, kẻ thảm hại tới mức không có nổi một kỹ năng của riêng mình, đã luôn phải sống trong sự khinh thường của những người xung quanh. Với lòng ghen tị tột cùng với Hỏa Vương, người được coi là thợ săn mạnh nhất của hiện tại, cậu ta đã nhận được một kỹ năng cấp S. Tuy nhiên, kỹ năng này chỉ có thể kích hoạt khi mà cậu ta tự tẩy vào bẫy. Một, thiên tài mà pháp sư giấu nghề, thể loại hành động fantasy huyền bí. Eric Melvinger, người thừa kế duy nhất của gia đình pháp thuật danh giá, mặc dù sở hữu tài năng bẩm sinh, nhưng mà anh ta có quá nhiều tài năng và vì vậy anh ta không thể học phép thuật. Tuy nhiên sau đó anh đã nhận được một phước lành do tổ tiên để lại. Ăn quỷ, nuốt quỷ, uống quỷ, tiếp tục tích lũy ma quỷ trong bản thân và đạt được ma thuật mới. Vươn lên cao, hãy vươn tới một độ cao, cao đến nỗi không ai có thể với tới được ta. 3. Trên đây là top 10 manhwa manhua mình có thể sao chép kỹ năng, tài năng mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video đến đây cũng là hết rồi. Các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngọc Comics biết để mình gặp rút cho ra mắt các top tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!